Chào các bạn, welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. My name is Thi, I'm a new teacher in SVFF. Today I'm going to show you how to use the verb to wear in Vietnamese. Wear something is meant to have something on your body as a piece of clothing or a decoration. For example, wear shoes, wear clothes, wear hat or wear mascara. In Vietnamese, it will share the same meaning with the verb to wear. But we will have different words to represent wear in Vietnamese when it goes with different objects. But first of all, please take a break and go shopping with me. Okay, let's go. Trời ơi, em chào chị. Lâu lắm rồi chị mới tới cửa hàng của em á nha. Trời mà dạo đây á, tụi em mới nhập mấy bộ đồ từ bên bển về. Trời đẹp lắm chị có muốn thử không? Vậy ha, đâu cho chị coi với. Dạ đây. Đây, bộ đồ này đây, màu hồng cánh sen nha. Trời ơi, chị mặc lên hả, ta nói nhìn sớm. À, xin lỗi chị, nhìn nó sang gì đâu luôn á. Vậy hả em? Trời ơi, chị dễ tin người đó đó nha. Dạ, đúng rồi chị. Nè nè, chị đội thêm cái nón này vô nè. Đeo theo đôi bông tay, cho chị thêm sợi dây chuyền nữa nha. Trời, ta nói đủ một bộ luôn. À chị, mang thêm đôi vớ, thêm đôi giày sandal vô nữa. Mang thêm đôi giày sandal nữa chị, bây giờ là trend đó chị. Trời ơi, đẹp lắm. Rồi em nhìn chị có gì khác gì cái xào đồ không em? Thôi, không có mua gì hết á. Hope you enjoy our roleplay. We often use wear in Vietnamese, but presented in different words. So I will help you to go through all of these words. Number one, số một, wear clothes, wear a shirt or wear pants. Mặc, bận, bận đồ, mặc đồ, mặc áo, mặc quần, hoặc là or mặc đồng phục. Ok, Taylor Swift đang mặc một bộ đồ rất hợp mốt. Anh trai tôi mặc một cái áo sơ mi rất đẹp. Anh trai tôi mặc một cái áo sơ mi rất đẹp. Ok, number 2, số 2, wear sunglasses, wear earrings, wear mask or wear necklace. Đeo kính mát, đeo bông tai, đeo dây chuyền, đeo khẩu trang. Chị tôi đeo kính nhìn xinh ghê. Chị tôi đeo kính nhìn xinh ghê. Anh ấy đeo kính nhìn ngầu ghê. Anh ấy đeo kính nhìn ngầu ghê. Number 3, số 3, wear a hat, đội nón. Wear a hat, đội nón. Tôi đội nón để chụp hình cho đẹp. Tôi đội nón để chụp hình cho đẹp. Ok, number 4, wear shoes, wear socks, mang giày, mang vớ. Giày cô ấy mang đắt tiền lắm nha. Giày cô ấy mang đắt tiền lắm nha. Or we have number 5, số 5, wear one's hair long or wear one's braid. Để tóc dài hoặc là để râu. Chị ấy thích để tóc dài. Mình thích chàng trai để râu. I have a small game for you. Choose true or false for some phrases below. Which is used with mặc, bận, đeo, đội, để, mang. As below. Đội túi, mang vớ, đeo áo. Which one is correct and which one is not? Okay guys, that's the end for our lesson today. If you guys would like to be able to speak simple Vietnamese in 3 months and 3 times a week, join one-on-one online courses. If you would like to learn Vietnamese podcast, so check the description below. If you guys found that this video interesting for you, just like, share and subscribe YouTube channel for more upcoming videos. See you, chào bạn.